Xin chào mọi người nha. Hôm nay hai mẹ con mình sẽ đến một cái nơi trưng bày những mặt hàng sản xuất tại Pháp, gọi là Parc Exposition des Produits Made in France. Donc, mình sẽ lại đây mỗi năm, họ tổ chức một lần trên một diện tích là 1.400 m² và có khoảng gần 1.000 gian hàng. Thì mình sẽ lại đây coi nha, những hàng đây là những đồ sản xuất tại Pháp, được chế tạo ở Pháp ha. Bây giờ mọi người hãy cùng mình đi vào thăm viếng một nữa nha. Đây, trước mặt mọi người đây là Parc Exposition. Ở nơi đây là có những, hay thường có những hội chợ triển lãm, nhiều cái hội chợ triển lãm quốc tế hay nhiều cái đề tài khác nhau. Thì hôm nay đề tài là triển lãm những mặt hàng được sản xuất tại Pháp, gọi là Made in France. Bây giờ mình và mọi người sẽ cùng vào đây coi nha. Qua bên kia đường. Ở nơi đây thì có rất nhiều xe công cộng để đến đây ha. Đi thẳng tới là dùng xe điện tram T3A. Còn không thì cũng có metro đến đây. Metro 12, metro 8 chẳng hạn cũng tới gần chỗ này. Trước mặt mọi người đây là những cái xe đạp ở Paris ha, cho thuê để chạy trong Paris. Ở đây thấy người, nhiều người đi ra với những cái túi sách, là họ mua những cái đồ trong đây để đi ra ha. Bây giờ mình vào công coi làm sao ha. Ở đây thì nó đề là đi vào cái khu vực số 3. Thì mình được vé mời gửi tới theo địa chỉ mail của mình miễn phí nha, của bộ hành chánh của khu vực của Paris và xung quanh Paris. Nó gọi là Région Île-de-France. Những nhân sắp hàng qua đây sẽ kiểm tra túi sách hành lý ha. Bây giờ mình bắt đầu đi vào đây nhé. Và đây, Le Salon du Made in France. Đây là chủ đề của cái hội chợ triển lãm ngày hôm nay, được tổ chức bởi phòng thương mại ha. Giờ mình sẽ đi theo hướng này. Đây có cái đi theo cái đường này. À, mọi khi nó chạy nên không chạy. Mọi khi nó chạy thì đi bộ khỏi cái mỏi chân. À, cái đường bên đây thì nó chạy nè, đi nhanh hơn ha. Mình đến cũng trễ rồi, tại vì bận công việc. Thường thường thì 7 giờ tối nó sẽ đóng cửa đây. Bây giờ là 4 giờ, 5 giờ rồi. Và trước mặt mọi người là cái bâtiment số 3, dãy nhà số 3 là nơi trưng bày triển lãm đây. Đây là căn nhà triển lãm rất là lớn ha, chạy dài qua tới bên kia luôn á. Cuộc hành trình để đi đến cửa vào bên trong ha, đi trên thảm đỏ. Và đi vào đây xếp hàng ở trong đây đã. Đây rồi đây nha. Đây là những cái đồ, đây là hiệu Babyliss. Đây là hiệu Quinty và có những cái hiệu mới ra rất là lạ mình không biết. Đây là bán nón gì đây, bán quần áo. Đây đây ha, là spa chưa conse. Đây những sản phẩm dầu của sản xuất tại Pháp, dầu để dùng cho những cái da khô ha, mình thấy nè ha, da khô, da bị héo ha, phải mature để da tê, tất cả loại kem da và những loại kem dưỡng da mặt. Đây là những sản phẩm tại Pháp ha. À, xây ra đồ mỹ phẩm hiệu Mapo. Mình coi đi mỹ phẩm sao nha. Tóc kèm gloss. Rồi giặt được cô tê. Đây là sản phẩm mắt. Palette. Bonjour. Bạn con trai nó bắt đầu bực mình, bảo mẹ cứ đi quay phim hoài, quá là sự vác, rồi giặt đế.
Vô trong thì nó cho mọi người một cái túi sách để đựng đồ ha. Ở đây xung quanh là những cái sản phẩm đồ dùng. Đây chủ yếu là mỹ phẩm ha. Bên đây là xà bông. Rất là nhiều gian hàng ha. Bên đây là bán những loại đồ chơi cho trẻ em được sản xuất tại Pháp ha. Và như mọi người biết là khá nhiều mặt hàng được sản xuất từ Trung Quốc và châu Âu đem qua Pháp bán vì giá nhân công ở các nước khác rẻ hơn ở Pháp. Do vậy những mặt hàng được sản xuất tại Pháp thì thường khá đắt, nhưng mà người ta phải nói là có chất lượng ha. Đây là bán sách này. Lắp ráp cho em một cái hộp đồ này là 25 euro. À, đây có một mặt hàng đồ chơi khác, hy vọng là con trai mình nó thích. Cái tấm chải có đường để trong nước chơi xe. Bán quần áo cho trẻ em. Đây là tấp như đồ chơi. Đây bán những cây lá cung tên cho trẻ em. Một cây lá là 5 euro. Đây là những cái cung tên mà làm thành hình. Đây cái xe bán gì không biết. Xe là bố lên tấp. Và những cái ly vẽ bằng tay ha, thủ công ha. Cái này vẽ công nhã nhặn làm rất là đẹp. Wow. Giá một cái ly là 15 euro. Đây là những cái loại dao làm ở Pháp. Longuion. Đây là Longuion, là cái mạc đồ dao nổi tiếng ở Pháp đây. Longuion nè. Đó, mọi người coi ha. Tất cả những xa đây là bảo đảm là sản xuất ở Pháp ha. Cái này là cái đồ để ăn phô ma ha. Ngộ không, cái lại đèn rất là ngộ. Đặc biệt coi nha, cái cây này nó làm bằng những cái cạc tông, là cái ghế, cái cây này làm từ những cạc tông ra, rất là đặc biệt ha. Ngộ ha, làm từ những cái cạc tông ghép lại đây. Những cái bàn làm từ cạc tông, những cái loại đèn rất là đẹp. Đây là những cái cạc, của một cái nhân dịp gì đó thì người ta mua cạc người ta gửi ha. Từ hồi mà internet phát triển và email phát triển thì những cái cạc này mình nghĩ là ít được bán nhiều rồi. Lại đi xa. Thank you.
đây sản xuất một loại máy rửa chén Pháp loại mới ra. Xe đạp sản xuất tại Pháp. Màu cờ nước Pháp ha, xanh trắng đỏ trên cái xe đạp. À, đây là xe đạp điện ha. Giới thiệu một mặt hàng treo ở cửa đây. À, một loại để treo và gấp cái chăn lại thì phải. Một cái ghe sáng tạo để gấp chăn lại. Trăng quét vào trong cái tại từ đường bên đây mà để cái trăng ấm vào trong cái bọc trăng á, thì rất là mất thời gian, nhất là cái trăng lớn. Và đây là một cách sáng tạo để cho lấy cái trăng dễ. À, đã có đây. À, bougie, à, nến với các mùi hương. Nến với các mùi hương vị ha. Ở đây mình có thấy gừng nè, quế nè, trái đào nè. Đây là giới thiệu về cái máy làm bóp cò. Ngộ không? Cái ghế bằng cạc tông. Ghế bằng cạc tông mà ngồi có chắc không đây? Wow, làm từ bằng cạc tông hết. Rất là lạ ha. Wow, rất là ngộ nha mọi người đây nè. Ghế là bằng cạc tông nhưng mà chắc sao chắc ghê. Oui. À, ne pas toucher. Con trai bảo đừng có đụng vào, người ta bảo đừng có đụng vào. Trời ơi, chịu được tới 960 kg lận nha. Wow. Oh, đây là cái đồ mình cũng mang làm cạc tông nè. Oh, ngộ quá. Hay thật ha. Đây là những cái sáng tạo ha. Và ở đây thì những cái nhà cạc tông dễ thương quá. Nhiều đồ làm từ cạc tông ha. Đặc biệt không? Đây à, rất là hay. Kia thì thấy ghế massage à.
trải giường, bao gối. Loại nệm ha. Đặc biệt. Hay ghê. Cái giường này mở lên trên nè, ở dưới có thể để đồ dưới đây. Các loại nồi sản xuất ở Pháp không? Đây là đồ sản xuất không? Là Kisten của Pháp. Đây là bán quần áo. Bán quần áo thun. Đây là những cái sản phẩm mà cái chất liệu được làm từ Pháp ha. Đây là chất liệu quần jean Pháp ha. Mình thấy nhãn hiệu mang màu trắng xanh trắng đỏ nè. Logo la là con gà, là biểu tượng của nước Pháp ha. Đây là một loại bếp lò. Trời rất tuyệt vời. Dùng để nướng thịt ngoài trời. Và giày được sản xuất tại Pháp. Sao nhiều người mua quá vậy? Nhiều giày gì thấy người ta mua. Cô giáp đi ba. Giá một đôi giày ở đây cũng trên dưới 150 euro ha, trên 150 euro. Cái giày rẻ hơn. Giữa gò đèn đẹp quá. Rau chả đẹp luôn. Rất là đẹp. Đây là hiệu của cái chỗ này là không? Coi giá đèn ở đây là bao nhiêu? 670 hô. Đây là chỗ làm kiến mát hả? Làm kiến mát. Các loại kiến mát. Kiến mát hiệu Nova Sen. Bên kia cũng là kiến mát. Đây là những cái đồ khuôn để làm bánh hả? Đựng đồ ăn. Tên nhãn hiệu là Emin Henry. Rất là hay. Là cái nồi. Nồi hầm thịt hả? À không, nồi để phô mai cho đồ ăn ở trong đó. Cất trong tủ không? Cái này là gì đây? Ồ, bằng sắt rất là nặng, hay nhìn rất là chắc. Thấy là đúng là làm ở Pháp. Đây những túi sắt ở Pháp. Đây là hiệu Nodis, Nodai. Sắt. Túi sắt rất là đẹp. Dây nịt. Và bên đây là gian hàng quần áo thì chắc cũng mọi người chắc cũng không có gì đặc biệt lắm. Mình thích nhất là những cái gian hàng có những cái sáng tạo. Kia có một hình con gà. Je vais, tiens, reste là, je vais venir là-dedans. On va dedans. Allez, tiens-le. Đây, con gà với ba màu xanh trắng đỏ là biểu tượng của nước Pháp.
Đây là cái giống, các loại giống cây trồng ở Pháp. Những cái sản phẩm dao này kia ở đây sản xuất, ở Pháp sản xuất. Đẹp. Rất là đẹp ha. Vượt mong biết là cái gì đây. À, nó bán những cái đồ ăn, ăn chơi khai vị, ăn khai vị đậu này kia trong đây nè. Chắc ở bên đây là những cái đồ gian hàng đồ ăn. Đây là nó để cho mọi người ăn thử nè, ship này kia nè, ăn thử coi làm sao nha. Là na kia ha, mình thử coi sao. Cái này là có hành, có hành ở trong đây. Mình thấy cái đây là ship Français đó, Pháp làm. Cái này là cái gì đó? Thử cái này coi sao. Ở đây một gói là 3 hô và 4 gói là 10 hô. Chạy ra nếu mua 4 gói là 2 đồng rưỡi một gói. Còn nếu mà mua một gói là 3 hô. Đây các loại nước của bên Pháp ha. Nước táo, nước nho. Nước cà rốt. Ở đây cho ta muốn uống thử nè. Rất đẹp ha. Jus de pomme pétillant là rượu táo có chất ga ha. Cái hiệu này là hiệu Francillon, có nhiều hiệu mình không biết đó nha, lạ lắm. À, đây là fromage của Pháp, thì mọi người biết rồi, Pháp là một xứ của fromage. À, toàn cảnh đây là gian hàng thực phẩm ăn uống. Bán cái dạng các loại pate thịt nè. Đây là thực phẩm bio, là thực phẩm không có hóa chất đây, ăn sạch đó. Đây là các loại nấm. Bên kia là đồ ăn. Và của nhiều cái vùng của trên nước Pháp họ về đây nha. Nơi trên nước Pháp họ có những mặt hàng đặc biệt sản xuất tại nước Pháp họ đưa về đây. Này cái nhìn cái là cái đồng hồ lạ quá. À. Ồ, bên đây thì có những cái dĩa đặc biệt quá, bằng đá, là bằng đá rất là đẹp. Lát che elegant, áo là bằng đá. Wow, cả những cái đầu da bằng đá rất là đẹp. Đồng hồ rất là đặc biệt. Đây là sản phẩm của những cái nến có hương vị đặc biệt và rất nhiều hình dáng. Bông. Rồi
sâm bông này màu xám ngổ. Le romarin par exemple, ça va être un savon très antiseptique. Si on a des petits boutons, des rougeurs, ça va être ravé. Eh ben, vous pouvez vous laver avec ce savon. Parce que dès qu'on se coupe ça, c'est antiseptique. Đặc biệt quá. Rất là. Mais surtout, vous serez parfaitement hydraté. Ce qui est important dans ces savons. Xà bông làm bằng mật ong, bằng sữa, như lavon, bằng sạc bông active, sạc bông là than, bằng lavon là có mùi cây hoa lavon, citronne là có mùi lá chanh, đặc biệt quá. Đây là cái đồ nữ trang thôi. Sẽ trò chơi. Đây những sản phẩm mà con ọt vegetan mới là một cái cây giống vàng lắc cái ọt mạ vàng. Đây là sản phẩm được làm ở Lyon. Ça s'est planté en France aussi là? Non, ah non, c'est en Brésil. Ça trouve que dans une ville au monde. Ah, nord du Brésil. Ah, nord du Brésil. D'accord. Cây dùng để thắt ra những cái đồ này. Je ne sais pas pourquoi. Aucune autre ville au Brésil ça va pousser cette plante. C'est juste cet endroit précis. D'accord. Chỉ có vùng mới trồng cái cây này. Wow, c'est la première fois que j'ai vu ça. Đầu tiên mình thấy cây này có cái giống như vàng vậy đó. Nguy bảo là những cái đồ làm sản xuất rất là đẹp ha. Cái mặt hàng những cái đồ bằng vàng lúc nãy mình coi đó là họ thắt từ những cái cọng cái cây khô, mà cái cọng cây đó chỉ nằm ở một cái thành phố phía bắc của Brazil thôi, và được làm ở bên Pháp bằng thủ công. Nó giống như vàng vậy mà cầm lên thì rất là nhẹ ha, rất là nhẹ, mà lần đầu tiên mình thấy cái đặc biệt như vậy. Và đây là mọi người sẽ thấy những món ăn ở Pháp ha. Và trên đây là những cái nơi địa điểm nè. Nouvelle-Aquitaine là một thành phố ở nước Pháp luôn, một địa phận của nước Pháp, một khu vực mình nói vậy ha. Occitanie nè, nằm miền nam nước Pháp nè. Đây có Bretagne nữa nè. Ăn thì có nhiều cái món ăn cũng đặc biệt, giống như ở Việt Nam mỗi vùng là có một cái đặc điểm đặc biệt, thức ăn đặc biệt của nó. Ngon không? Cho ăn thử kẹo à. Sợ gì mà nhăn nóng vậy? Con gai trai nó cái kẹo nó dính vô miệng quá. Các loại rượu của bên Pháp. Rượu trái cây, rượu nho, là các loại sản phẩm quần áo trẻ em được làm từ Pháp. Cái làm đồ để rượu rất là đẹp, không biết là cái gì đây, nhìn lạ quá. Này dùng để áo măng tô. Đây là những cái đèn là bằng gỗ tre, rất là đặc biệt. Đây là những cái tấm bằng đá rất là đẹp, đá các loại đá rất là đẹp. Cái những cái tấm mà để lót dưới bàn để cho để nồi niêu lên cho không nóng, rất là đẹp ha. Những cái đồ rất lạ. Cái áo hả? Cái áo phụ nữ làm bằng những cái vỏ gì rất là lạ. Mình không dám đụng vào sợ người ta la.
đây là những cái gương nhỏ ha, hoặc là 80 euro. Đây nhìn những cái đồ này được sản xuất từ cái cọng rơm nè, cọng rơm của cái đồ gọi là xây nhà, rất là đặc biệt ha. Mình nhìn tưởng là gỗ nhưng mà không phải là gỗ, mà làm bằng từ cọng rơm ép ra, và từ thế kỷ thứ 17 rồi theo giải thích của người bán hàng. Các loại đồ ăn khoái nhất, mình khoái nhất là coi những cái sản phẩm mà sáng tạo, và thứ rất là đẹp, những cái đồ rất là đẹp ha, mới thấy lần đầu. Ở đây thì thấy những cái đàn rất đặc biệt, sáng tạo, rất là đẹp. Hiệu cái đàn đây, Gautier. Đây là những cái hòn đảo sản xuất từ những cái hòn đảo phía ngoài của Pháp, Outremer. Sản xuất ra thủ công bằng tay hết ha, đẹp quá. Làm từ cây, vỏ cây, là đồ đan giống như bên Việt Nam mình ha. Đây cái đèn đó. Đây làm bằng từ những cái vỏ của cái trái dừa nè, quá là đẹp. Trái dừa mà họ sáng tạo ra, đục lại thành cái khuôn rồi để bóng đèn vào, rất là đẹp. Nó nhiều hình dáng khác nhau ha. Người bán hàng đang giải thích về những cái loại đèn ở đây. Nếu mua được giảm giá 20%. Ngoài thực giá của một cái này ở đây bao nhiêu? 180 euro. Một cái đèn là 180 euro. Còn cái này là 160 euro. Có nghĩa là đèn càng công phu thì càng đắt nữa. Là một ý kiến thật hay. Những cái cốc dừa để làm thành buji nè. Đây lên đây sản xuất cái buji này. Cái buji có mùi thơm rất là đặc biệt. Đây là vùng Normandy ha, với những cái loại mặt hàng bằng da. Thằng con cứ hối hoài bao giờ đi về. Ở đây thì đó, họ để bình nước cho những ai đi khát nước thì lại để uống ha. Uống nước miễn phí. Mình cũng uống nước đây. Đây có những gian hàng của đảo Cox của Pháp đây. Đồ loa. Rồi, cái mặt hàng thủ công rất là đặc biệt, rất là đẹp. Quá trời đẹp luôn. Đây cái loại muối đặc biệt để xoa. Đây là các loại bia, nước uống của cái thành phố này, cái vùng này, cái vùng tên là Val de Loire. Còn đây là nước uống sản xuất tại vùng Cox, bằng các phô mai bán đây. Quá rồi, đồ ăn bên đây ha. Bánh gì lạ quá. Sorry. Đi ngang quầy phô mai thơm phức mùi phô mai. Cắt phô mai bằng cái chỉ bằng cọng kẽm. Bằng kẽm chứ không phải bằng dao, cắt đặc biệt đầu tiên thấy.
phô mai mà nhìn giống, mình tưởng như cũng giống như cục đá. Phô mai de Savoie. Để cô Noel mà làm bằng kẽm sắt rất đặc biệt. Đây là cái nhà cho chim ăn đây. À, này để đặt vỏ, cái vỏ. Một cái máy này là một cái đồ 25 euro, nếu mua hai cái là 45 euro. On tire et c'est ouvert. Là noix, faut pas aller trop fort, sinon la casse. Làm vỏ, cái vỏ mà không phải đập bằng cái đồ. Alors, quand les noix sont prêtes, c'est deux morceaux. À, làm bằng cái gì hay quá. Cái này là làm bằng cái miếng sắt ha. Trang trí. Bonjour. Je vais regarder. C'est beau, merci. C'est made in France, là. C'est made in France, 100%. Có nhiều cái loại máy ở đây, mọi người coi. Đây là thủ công để làm dù đây. Những cái dù thủ công này nhìn thì rất là đẹp và nhìn thấy chắc chắn ha. Đây là thủ công làm dù. Họ cũng để nhân công ở đây làm cho mọi người coi là cách may làm những quần áo làm sao. À, cho coi những sản phẩm thêu. À, hay mà. À, tất cả sản phẩm thêu này được sử dụng ở trên máy vi tính hết hả? Máy này nhỏ mà không biết là máy gì, không biết là máy rửa chén hay máy giặt. À, đây là một loại máy rửa chén dạng nhỏ. À, đây, người bán hàng đang giới thiệu về sản phẩm máy rửa chén loại nhỏ mini. Giá ở đây là 349 hồi 90, mình gọi là 350 hồ. Một cái máy rửa chén loại mini nhỏ. Và đây là giới thiệu cách may giày, sản phẩm làm thành giày ở Pháp. Với những cái trình bày sản phẩm này thì họ sẽ có thể thu hút những khách hàng đến ký hợp đồng. Đặc biệt cái xe Trottinette này có đèn rất là sáng. Xe Trottinette này được sản xuất tại Pháp. Chơi để ráp hình thành cái hình thành cái miếng rất là đặc biệt. À, nơi đây là các gian hàng nước hoa. Thằng con trai hối quá, bây giờ thôi mình đi về nha. Bây giờ sẽ chào mọi người sẽ đi vô sau để mình có những cái gì mới lạ đặc biệt thì mình sẽ quay cho mọi người coi ha.